Xin chào quý vị cùng các bạn trên màn hình. Quý vị cùng các bạn đang xem đây là bộ bàn ghế Hưng Vân. Đây là chất liệu gỗ Hưng Vân, được làm với kiểu dáng bàn hình chữ nhật. Bàn này có kích thước là 1m97, chiều dài và chiều ngang là 87. Và gồm có 8 chiếc ghế, mỗi bên 4 chiếc. Và thể loại bàn này là bàn to và dài, thì chúng tôi lấy theo những cái thông số đẹp, cũng như là với mục đích là có thể ngồi được lên tới 10 người trên mỗi đầu bàn, đây một chiếc ghế nữa là thành bộ 10. Nhưng ở đây thì chúng tôi kê với thể tức là bộ 8 ghế. Và cái hàng này thì đang chuẩn bị để cái này đi sơn BU, cho nên là chúng tôi quay tại xưởng sản xuất và đang trong quá trình làm nguội xong. Do cái tiếng máy cưa cũng như là tiếng máy móc nó hơi ồn, mong quý vị thông cảm. Thì ở đây chúng ta quan sát cái hình ảnh gỗ mộc là chính. Tức là cái thể loại này thì chân của nó được làm với ba trạc và có đục lá cây chạy hạt đây. Tất cả các cái gỗ Hưng Vân này đều được tuyển chọn, nên là không có, như quý vị đã nhìn thấy là không có rác rưởi, rất là trần trọi. Thì mộc mạc như thế nào thì nó là như vậy, tôi không hề mông má rác mà cái gì, tại vì đây là nó thực tế như vậy. Đây là phía sau của những chiếc ghế đàn, thì nó có cái hình dáng cái vách hình đàn, nên là chúng tôi gọi là vách đàn. Và gỗ Hưng Vân này thì nó lắm vân, và khi mà hoàn thiện bằng sơn đun lên thì màu sắc của nó sẽ nổi hơn rất nhiều. Riêng của chiếc mặt bàn này thì được ghép làm 3 miếng, thì nó to 87 cm, là tôi phải ghép bằng 3 miếng gỗ, nhưng mà nhìn kỹ thuật ghép rửa tốt, cho nên là nhìn nó rất là khó phát hiện. Và nhìn như thế này chúng ta cũng nghĩ rằng là nó là một miếng, chứ không nghĩ là nó là 3 miếng. Hai chiếc chân trụ này cũng được tuyển chọn, không hề có bấu mắt gì cả. Đục chạm nhẹ nhàng theo cái độ cong mềm mại thì chiếc chân của nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đây là phần dạ bàn hay là phần đầu bàn cũng được đục lá tây. Còn đây là những cái phần phía trước của bốn chiếc ghế đối diện. Đặc trưng của cái dòng ghế ăn bằng gỗ Hưng Vân này thì nó rất là sáng màu, tức là cái màu gỗ Hưng Vân nó sáng, cũng như là quay là cái vẻ đẹp của vân. Và cái chính đó là cái loại vách đàn này thì nó có một cái chút cong nên là khi mà ngồi tựa thì nó thoải mái hơn một chút. Tuy nhiên là nó chỉ cong phần trên, chứ còn phần dưới thì như chúng ta nhìn đây thì nó vẫn là vuông. Chúng tôi thì có luôn luôn có những chủng loại vừa bàn ghế đàn này, và cũng như là vừa những bàn ghế hồng hạt, rồi là các loại vận chuyển hoặc là lá tây hoặc vận thừng, tức là rất là nhiều mẫu mã. Và với thể loại Louis nữa thì có điều là cái hàng Louis thì nó rất là tốn gỗ, và nếu như mà làm một gỗ Hưng Vân thì sẽ hoàn thành nó lên rất cao. Nên là bây giờ thì nếu mà hàng Louis thì chúng tôi chỉ có tiến hành bằng gỗ đỏ để cho giá thành nó phù hợp hợp lý mà thôi. Và
và chúng ta nhìn lại tổng thể bộ bàn ghế ăn vẫn còn để mộc, chưa có hoàn thiện sơn si, gồm có 8 ghế, mỗi bên 4 ghế. Chiếc bàn hình chữ nhật, vuông, to, chiều cao lên từ dưới mặt đất lên đến trên của cái mặt ghế này là 45 cm, và lên tới cái đỉnh trên của cái ghế này sẽ là 115 cm, và từ dưới đất lên đến cái mặt bàn này là vào 71 cm. Đấy là những thông số mà chúng tôi đã làm từ lâu, cũng như là được khách hàng rất là ưa thích vì ngồi nó thoải mái và phù hợp. Bây giờ chúng ta quan sát lại một chút nữa cho nó đa chiều. Với diện tích kê của bàn ăn này nó rơi vào chừng vuông 2,5 m, 2,6 m, tức là mỗi một chiều của nó là 2,6 m, thì sẽ kê vào bàn ăn này là hợp lý. Còn tất nhiên càng rộng thì càng tốt, bởi vì nó còn không gian xung quanh, nhưng mà do những cái con phòng bếp nó cũng không thể lớn quá, nên là với diện tích như thế vậy thì chúng ta thấy là nó phù hợp. Tới đây thì tôi xin tạm dừng clip này ở đây. Xin chào tất cả quý vị cùng các bạn ở các clip khác tiếp theo sau.